để mà bàn đến trong cái bài hát này. Đó là dường như nó làm cho mọi người ở đây hơi buồn ngủ chút xíu. Nhưng mà cái cuối rất là, cái ao rất là ấn tượng, rất là thành công. Có đâu ai buồn, có đâu ai buồn. Thôi thì bất cứ cuộc thi nào thì cũng phải nên có những vấp ngã, bất cứ cuộc thi nào cũng phải nên có những lúng túng. Và hy vọng rằng cuộc thi với sự lúng túng sẽ làm cho bạn có thật nhiều kinh nghiệm, để nếu có cơ hội đến với những cuộc thi khác, bạn sẽ thành công hơn. Xin cảm ơn bạn và thành công của mình.